Liên quan vụ 60 công dân Việt Nam tháo chạy khỏi cơ sở kinh doanh casino, lực lượng chức năng Campuchia vẫn tiến hành xác minh có hay không yếu tố vi phạm pháp luật của chủ cơ sở casino về tuyển dụng lao động đối với người lao động Việt Nam để xử lý theo quy định pháp luật của nước sở tại. Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, lúc 14 giờ 30 phút ngày 17 tháng 9, có 60 người Việt Nam đã tháo chạy từ một cơ sở kinh doanh casino tại ấp Ba Vẹt Kandan, phường Ba Vẹt, thành phố Ba Vẹt, tỉnh Rieng về phía cửa khẩu Ba Vẹt, Campuchia. Trong quá trình chạy trốn, 4 người đã bị phía cơ sở kinh doanh casino bắt lại. Trong số người tháo chạy xác định 10 người có hộ chiếu, 21 người có căn cước công dân, 6 người có chứng minh nhân dân, 4 người có bằng lái xe và 15 người không có giấy tờ tùy thân. Ngay sau khi nhận được thông tin, đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã liên hệ các cơ quan chức năng của Campuchia tìm hiểu vụ việc, làm thủ tục để tiếp nhận và đưa người về nước. Đồng thời, đề nghị phía Campuchia can thiệp giải cứu những người còn lại. Đến cuối giờ chiều 17 tháng 9, cảnh sát Campuchia yêu cầu cơ sở kinh doanh casino giao thêm 11 công dân Việt Nam, nâng tổng số người liên quan vụ việc là 67 người. Hiện tất cả các công dân này đang được cảnh sát Campuchia bảo vệ lấy lời khai trong khi đó bộ ngoại giao cũng yêu cầu đại sứ quán việt nam tại campuchia đảm bảo đầy đủ điều kiện sinh hoạt cho công dân việt nam trong quá trình chờ đợi làm các thủ tục theo quy định trước khi về nước đồng thời tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại ra soát khả năng còn công dân việt nam tại cơ sở trên hay không bộ ngoại giao cũng yêu cầu điều tra nguyên nhân và xử lý vụ việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân việt nam Ông Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho biết thêm, liên quan vụ 60 công dân Việt Nam tháo chạy khỏi cơ sở kinh doanh casino, lực lượng chức năng Campuchia vẫn đang tiến hành xác minh có hay không yếu tố vi phạm pháp luật của chủ cơ sở casino để tuyển dụng lao động đối với người lao động Việt Nam để xử lý theo quy định pháp luật của nước sở tại. Những công dân Việt Nam sau khi được xác minh sẽ được các đơn vị chức năng Việt Nam, trong đó có Bộ đội Biên phòng Tây Ninh hỗ trợ nhập cảnh về nước theo quy định.